Xin chào quý anh chị trở lại với kênh Nhịp Sống Nhanh. Thì kênh chỉ tiếp tục chia sẻ đến quý anh chị một tác dụng hay của cây ké đầu ngựa. Thì theo nhân gian thì ké đầu ngựa là một rất là nhiều tên gọi, mà thường thì gọi là tên thương nhị tử. Thì cây ké đầu ngựa này có tính ấm và vị đắng, có chứa độc ít. Thì loài cây này thường sử dụng để làm thuốc điều trị các cái bệnh lý khác nhau. Và hôm nay thì kênh cũng xin chia sẻ đến quý bác chị những cái tác dụng trị bệnh rất là hay của cây ké đầu ngựa. Thì cây này thì được mọc hoang rất là nhiều khu vực, và nhiều nơi thì cũng đã khẳng định rằng quê hương của ké đầu ngựa là vùng châu Mỹ, sau đó phát triển các cái khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới như là một số châu Phi và châu Á. Thì ké đầu ngựa thì đã xuất hiện rất là nhiều ở Việt Nam chúng ta, và thầy thường thấy nhất là các cái bờ ruộng, rồi các cái bờ kinh, bờ hầm, bãi đất trống, thậm chí là cái vùng núi, vùng Bắc cũng có rất là nhiều. Thì theo người Tày thì ké đầu ngựa còn được gọi là cây mang nhát, phát ma hay là cây sư nhĩ. Và trong khoa học thì thường gọi là cây Petronium, và nó là họ cúc. Thì ké đầu ngựa có nhiều loại như hoa đào, là ké hoa vàng, ké đồng tiền, ké đầu ngựa. Về mùi vị thì có hơi đắng và rất ngọt. Vị ngọt nhạt, tính nấm. Và theo đông y thì loại cây này nằm trong vị các thuốc tân ôn, giải biểu. Thì ké đầu ngựa xuất hiện rất là nhiều ở các cái vùng nông thôn và có tác dụng rất là hay đối với một số loại bệnh. Và sau đây kênh chia sẻ đến quý bác anh chị một số tác dụng rất là hay của cây ké đầu ngựa này. Tác dụng đầu tiên là nó kháng viêm. Thì cái cây ké đầu ngựa này có chứa rất là nhiều hoạt chất glucosinea, nó có công dụng là loại bỏ các cái vi khuẩn gây viêm nhiễm, và nó gây ức chế sự tăng sinh hình thành vi khuẩn trong cơ thể chúng ta. Bên cạnh đó thì chiết xuất hạt ké đầu ngựa thì còn giúp chúng ta diệt khuẩn và nhất là các cái vết thương hở. Một công dụng tuyệt vời nữa của cây ké đầu ngựa đó là ổn định đường lượng đường trong máu chúng ta. Thì chúng ta biết thì hoạt chất trong ké đầu ngựa có tác dụng làm chậm sự hấp thu của đường, thu đường vào máu, đồng thời thì nó cũng thúc đẩy cho chúng ta quá trình sinh sản thêm cái lượng insulin giúp cân bằng cái đường huyết trong cơ thể chúng ta. Và bên cạnh đó thì ké đầu ngựa còn hỗ trợ giảm lo âu, căng thẳng đối với những cái người mà lớn tuổi, bởi hoạt chất serotonin có trong ké đầu ngựa đã chứng minh là có công dụng rất là hay đối với việc là chúng ta khi mà cơ thể chúng ta mệt mỏi, căng thẳng rồi gây ức chế thần kinh chúng ta thì nó sẽ giảm được, giúp người bệnh như là cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng hơn khi sử dụng cái loại cây này. Và một công dụng rất là hay của các ké đầu ngựa nữa đó là hạn chế được cái tình trạng viêm son. Thì đặc tính mà chúng ta biết đến ké đầu ngựa đó là điều trị hiệu quả cái tình trạng mà chúng ta bị hay bị nghẹt mũi, hắt hơi, rồi chảy nước mũi, hay là chảy nước mũi vào bên trong, biểu hiện là khó chịu. Thì bệnh viêm son là chúng ta đã gây khó chịu, nếu như là nhức đầu hoặc là đau vùng mặt, đau vùng má. Thì các hoạt chất kháng sinh ngăn ngừa virus, hạn chế tổn thương của cây các ké đầu ngựa này, nó sẽ bảo vệ cái niêm mạc mũi chúng ta rất là hay. Và một công dụng có lẽ chúng ta không thể không biết đến đó là điều trị lở loét, vùng nhọt trên da. Thì ké đầu ngựa được coi là một thảo dược duy nhất có chứa thành phần xanthium. Như vậy thì đây là một loại hoạt chất giúp chúng ta kháng khuẩn và chống viêm rất mạnh mẽ, thúc đẩy nhanh quá trình làm vết thương, điều trị mụn lở nhọt rồi lở loét của da. Và bên cạnh đó thì khi mà chúng ta dùng cái hạt các ké đầu ngựa này chúng ta phải khô, chúng ta nghiền nát, thì chúng ta điều trị về một số bệnh như da liễu, như là ngứa, ghẻ, như là eczema hay là vết sâu bọ mà cắn, đều đem lại hiệu quả rất là hay. Và một cái tác dụng hay nữa là dầu ép từ quả ké đầu ngựa này thì có công dụng là hỗ trợ điều trị về bàng quang hay là viêm quầng do là liên cầu. Thì chúng ta có thể xay nhuyễn quả phơi khô thành bột và đắp trực tiếp lên da, cái vùng da chuẩn bị thương á, sẽ giúp da chúng ta rất là mau lành và rất là hiệu quả. Thì các ké đầu ngựa là một trong những cái dược liệu quý chế biến thành thuốc để phòng bệnh bút cổ, rồi họ hạ đường, hạ nhiệt và hôi, rồi cảm lạnh, thấp khớp, an thần lợi tiểu. Tuy nhiên thì nó cũng có một số cái hạn chế.
thì chúng ta không nên sử dụng cho trẻ em và người phụ nữ đang mang thai cho con bú. Hoặc là dùng khi mà dùng két đông ngựa thì người bệnh nên kiêng thịt ngựa hoặc thịt lợn đối với trường hợp mặc cảm có thể gặp tình trạng nổi trên da. Không dùng két đông ngựa khi bạn chúng ta khi đang nhức đầu hoặc là do là khí huyết kém hoặc là cái cây két đông ngựa đã mọc mầm. Thì trên đây là những cái tác dụng rất là hay của két đông ngựa đối với sức khỏe chúng ta. Thì kênh chia sẻ đến đây thì cũng xin kết thúc. Xin hẹn cô bác anh chị những video tiếp theo. Xin chào và xin hẹn gặp lại.